Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Từ ngàn xưa, công lao của người cha và ân nghĩa của người mẹ đã được đúc kết qua hai câu ca dao mang nặng nghĩa tình. Quả vậy, ân nghĩa cha mẹ là không gì có thể so sánh được, như suối nguồn vô tận chảy mãi chẳng khi nào vơi cạn. Trong ngôn ngữ của người Việt, mẫu nghĩa là mẹ. Từ niềm tự hào con rồng cháu tiên, được mẹ Âu Cơ sinh ra bởi bọc trăm trứng. Trải qua quá trình bồi đắp và phát triển, khái niệm mẫu ngày càng được mở rộng hơn. Đạo mẫu dần hình thành và trở nên một hình thức tín ngưỡng tâm linh đặc biệt của người Việt, đáp ứng nhu cầu khát vọng trong đời sống thường nhật của một dân tộc được sinh ra, lớn lên và phát triển trong nền văn minh lúa nước. Tâm này vời vợi đức tin.
tiên con kính cần giữ gìn. Một con nguyện tâm chung ý thật trước tòa vàng trời Phật chứng minh. Hai nguyện đăng chúc đệ trình lễ tuy bất túc nhưng tâm thành con hiếu. Nguyện thứ ba phụng thờ tứ phụ đến bắt đầu con vẹn đủ không sao. Bốn nguyện trước cửa thiên đài tu nhân tích đức con vun bồi nghĩa. Nước thịnh trường vạn đại hưng long. Sau nguyện cầu chốn từ chúng điện tòa trang lễ con thành cung nhiệm bầu. Nguyện thứ bảy con cầu bàn mệnh thân trang cường tâm tính thung dung. Tam nguyện cầu trốn gia chung lộc tài vượng tiến con tài ngung dài trường. Nguyện thứ chín cầu cho tiến tổ được siêu sinh thoát khổ quy tây. Mười nguyện sám hối nghiệp dày lỗi xin ngài xá còn tội dày ngài thương. Trước đền tòa tâm hương bài đạo nguyện lòng cầu thánh đạo hưng long. Xin ngài hiện hiện thần thông khuôn phù cho trăm họ mãi được hưng long. Đồng đền cũng như ban tổ chức và tất cả các vị đại biểu cùng tất cả các vị khách quý ngày hôm nay đã bớt chút thời gian vàng ngọc để trợ duyên và tạo điều kiện cho ghế hậu lê ngày hôm nay khát bóng mộng cầu về ăn mày trên là Phật tiền thiên thánh
sau ăn mày gia tiên tiền tổ của các gia chủ cũng như ăn mày phúc lộc của thủ nhang đồng đền cùng ban tổ chức của tất cả các vị khách quý. Trước khi con xin phép bác ghế hậu thánh thì con có lời chúc nguyện đến thủ nhang đồng đền cũng như ban tổ chức và các vị đại biểu cùng tất cả các vị khách quý luôn được hạnh phúc, mạnh khỏe, bình an, vạn đại thành công. A Di Đà Phật ạ. Con xin phép bác ghế hậu thánh ạ. Tiệc mở thung dung tiết ngày lành, tiệc mở thung dung thì tham tòa tiên thanh, hội đồng bỗng sáng đàn duyên. Thiên tiên cũng thỉnh mời đệ nhất thiên tiên, tặng phong chê thắng xe loạn ra ngư về. Lũ hướng xạ nhiệt pháp rơi mong nguồn chư Phật hài hùng tất sao văn tùy sư kết tương vân thanh ý phu ngân chư Phật điện toàn thân. Nam mô nhang vân cai Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô nhang vân cai Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô nhang vân cai Bồ Tát Ma Ha Tát. Xoan thanh thang hồi cung đệ nhị địa tiên cung thịnh mời mẫu đệ nhị địa tiên tích xưa sinh thánh trong đền ở sông Sơn. Chín đan hai ngàn nô nhiệt minh hương gia du từ bầu lượng vô hương hoa đội đắc thanh lương chính tâm kim cương nhất chú hiến thập phương. Nam mô nhang vân cai Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô nhang vân cai Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô nhang vân cai Bồ Tát Ma Ha Tát. Xoạt thanh ra hồi cung thanh mẫu đệ tam cung thịnh mời thanh mẫu đệ tam xích lân long nữ ngự đền hoài thi cung. Giới định chân nhang phần khởi xung thiên thương đệ tứ kiên thành hiện tài kim lô phóng khoảnh khắc nhân luân tư biên mãng thập phương tích nhật xa du miệt đàn tiêu tai trương. Nam mô nhang vân cai Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô nhang vân cai Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô nhang vân cai Bồ Tát Ma Ha Tát. Xoan thanh ra hồi cung chảy hội đông cuông máu đầu chảy hội đông cuông thỉnh bởi tiên chúa đồng nghi cuông tựa về. Trên đông cuông sương rơi lác đác nghe tiếng gió rừng sao sạc năm canh dê kêu đồi núi vắng tanh. Con đường mòn dẫn lối vào hang động, chú giáng sinh trên đất tổ đông cuông năm thần ngày mão giờ dần. Thank you.
năm ni thân ngày mão giờ dần. Dù nhau lên bóng ở trên đền đông cuồng, con sông Hồng dì dào sóng vỗ nước chảy về suối tới bầu á, con dân văn tiên chúa thương ngàn. Tam quang chiếu bao la thế giới vầng nguyệt soi, về đồng làm lễ dâng nhang, miệng niệm thân vái mười phương độ trì, tay dâng nhang miệng niệm từ bi. Lai tiên chúa trên ngàn, đông cung vần quả táo đàn chứng minh, chúa mường chúa bán thanh linh, cùng là công chúa sơn linh các đàng. Nào là bách bộ bị sơn sang, quan ngàn các lúc các đường suối rừng, núi rừng bắc lệ vang lừng, làng sơn sông hóa các cửa rừng mọi nơi, hà giang bảo làm thành thơi. Đông cuông châu hồ 30 cửa ngàn, đồ cho trọn vẹn 10 phần, phần tươi phần tốt phần gần phần xa, đồ mùa cho nam nữ trẻ già, đồng xa thịnh vượng lộc tài hân hoan. Chữ vì rằng thanh giáng mưu ân ý nghĩa đến đêm đốt đuốc đi rừng, sáng có tiếng thú rừng gọi nhau, anh bước ai sang cò lên non, trời màu xuân sắc tốt tươi dương già, lên đi ngàn năm quả nhiều hoa ý à. Lên ngàn năm quả nhiều hoa, tiên chú đốt đúc vào ra sớm chiều, dù mây nặng chiếu lưng đeo, chân đi hàng rào qua đèo sơn mai, dao khoai tôi móc bên người, nên rừng ngắn quả đòi cười liễu lô, đào đề cam quýt nhàn dừa ý nghĩa. Bốn phương hội họp nghe qua nơi này, bán cho tiền tốt lụa dày, cầu lộc cho lắm về đây càng nhiều, bán đi cho vài nhật sang nhiều, cầu lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa, thành đồng bọn khuya sớm đi cùng ngờ. 30 mùng 1 ngày 14 hôm rằm, 30 mùng 1 hôm rằm 14. Dừng nhiều đường làm lối, nay nay á, nay đi tròn lối.
mai đây đi chọn đổi ngày thôi. Đồng nghi cuồng tiến Chúa Giáng sinh, giáng vào lệnh tộc phúc lành quyền cao. Điểm xa thủy miền xa thủy màn cháo dưới trướng, Chúa Giáng trần nề thoang thoảng mùi nhang hồng hào sang khắp bốn phương. Thành ra hồi cùng lấp liệt tung hoành, quan tuần vi ra lấp liệt tung hoành, chờ ta mới sát quỷ nên danh tương tài. Vết sử chép nghi hùng chiều thập bát ni, đất địa linh bạch hạc nghi phong trôi. Dài lâu dựng nền xã tắc nghi, dài lâu nghi nhớ ơn đi tin tổ đời sau y còn truyền. We'll be right back.
thiên đội vạn cơ lệnh truyền thiên đội vạn cơ quan quân bây giờ gài chắc sáng anh linh trước là cam xét điện đình sau ra tu chóc hết tà tinh ven ngày uy ra trần thế biết tay hướng lên đông từ cứu dây dưỡng gian cứu trò đâu đó bình ngàn phân sớ dâng lên thương lai phân sớ dâng lên ngài về tâu đôi chép biên rõ ràng về cho đôi chữ trường sinh cao giác tự triều đình mì phong công ra hồi cùng trên ngàn dân văn châu địa nhị trên ngàn đồng nghi cuông đền tuần quán đi giáng đền ở trước nước đây dưới khe
cá lặn đàn chim bay về ngàn. Cánh nguyên nguyệt làn sao tàn, thói xanh bán nguyệt khoan khoan trèo vào đứng gập gành đồi thấp mơ núi cao.
lục An Châu. Chín tầng khe suối một bầu tiêu sao, kề đồng làm lễ dâng nhang, nghìn niềm khấn vái mười phương độ trì. Tay dâng nhang miệng niệm từ bi ý à. Vài sai đôi chiều lục tung, nàng ngân cô ai ôn dòng sơn trang. Tình tình măng trúc măng giang, măng tre măng nương cơm lam trà ngàn. Xoay cho cô phú dân thường, xoay cho Nam Việt tôi phương tai hòa. Sông Giang trầu sáng tỏ vân xa, soi cho đất nước nở hoa bốn mùa. Soi từ Thành Trì tới Kinh Đô ý nghĩa. Đêm đêm đốt đuốc đi rừng, cơm làm thịt thịt nước suối khe một bầu. Sấm dài lòng lanh ngọc sâu, trăng thanh gió mát bên lầu hát ca. Dường như răng khói tỏa ngàn hòa, sớm mây vừa đôi chiều ta mây trôi. Lộc tài châu mới ban ra, bốn phương hội họp để đàm tháng ngày. Châu ban cho tiền tốt lụa dày, bồng lộc cho lắm về đây cho nhiều. Ban cho đồng dài nhật sáng yêu, bồng lộc cho nhiều năm ngoái năm xưa. Thành đồng con khuya sớm phụng thờ, 30 mùng 1 14 hôm rằm. 30 mùng 1 14 hôm rằm. Trên đông cuồng châu ngự chính ngôi, dưới suối trên đồi ai kẻ dám đan quyền cai bảo lạc hạ. Quyền cai tám thập ngàn châu, thượng cầm hạ thú hồ lang về châu. Quyền cai tám mi thập lục ngàn châu, chín tầng kẽ suối một đề bầu tiêu dao. Dòng nghi chơi ngàn quế ngàn đạo, chiều nước mây gió trăng sao lững lờ. Nón buồm vai quầy tắc hoa ý à. Thank you.
đón buồm mai quỷ lắm hoa. Đông quốc tuần quán vào ra chơi bời, khi thanh vắng lúc lại êm trời. Khi thanh vắng lúc lại êm rời, ngồi trên đỉnh núi cơn người hằng nga, tang tình tình thôi múa lại ca. Thanh vắng hồi cùng giờ trang tích cũ lê chiều, châu năm sông hoa bí miều diễm. Diễm hương nét đoan trang về như ngọc đúc đôi mày ngài, nửa quyết vầng trăng đôi chấm cài soi nước nghĩ lòng lành. Chấm cài soi nước lòng lành, gọn tiên đúng đỉnh nghi cảnh rừng thanh nghi thang. Hoa đuôn nở đầy ngàn tay hái ngồi trên vai, nặng trái chín thơm dục dịch quầy lắng đầu đỏ. Vèo vọt trên cành đồng lám rừng chi quanh gọi bàn, nhắc trục lên cánh nghi nhạn chập chờn, con cút kêu gợi cảnh chiều hôm. Về đồng làm lễ dân nhang, cúi đầu lạy mẫu mười phương độ trì, tay dân nhang miệng niệm từ bi, tam tòa tiện thái chứng chi cho đồng. Bài sai đỗ triệu lùng tung, bờ ngân bờ hai bốn dòng sơn trang, tính nghi tình bằng trúc bằng vàng, bằng tre bằng nứa cơm lam trà vào. Ý nghĩa à, sông đăng ai, sông đăng ai thấp thoáng một bò gió sắc tốt tươi rườm rà, lên trên ngàn lắm quả hiêu hoa, trầu năm đốt đuốc vào ra sớm chiều, hồ bay nặng chí linh mèo. Ý
nhà. Biển soi về đến đây, soi sông Nam Biển, soi về đến đây. Chân người đã bước tới đâu, gieo mộng nhân nghĩa đối cầu bình hoa. Đẹp như sao đầu ngân hà, trăng dòng tháp tám trông như là sao mai. Trầu đẹp như tổ nữ trang đài. Lộc tài châu mới ban ra, bốn phương hội họp ghé qua đêm này. Bán cho tiền nốt lùa dày, bồng lộc cho lắm về đây càng nhiều. Bán cho dài nhật sang nhiều, bồng lộc cho nhiều năm ngoái năm xưa. Thanh đồng còn khuya sớm đi phục tờ, 30 mùng 1 ngày 14 hôm rằm, 30 mùng 1 hôm rằm 14. Theo tiếng đàn rừng là xanh thầm một bầu, xa xa tít mê đền châu thắm mê. Đây mới thực là điều, nhìn xem mấy xinh đẹp tươi, tinh đỏ mới sao đỏ cười, hoa ngàn hoa thắm tươi. Vèo von trên cành độc lá rừng ngờ, chim mê oanh gọi bạt nhát trung lên lơ. Cánh nghe nhạt chập chờn ý ghi ghi à. Chiều hô tiếng chim co kết gợi nỗi buồn bâng khuâng, tiếng hồ gầm vang sóng ngang đồng, đàn báo hoa dạo lượn tìm mồi yêu nài ngơ ngác chân đồi ý nghĩa. Bắc Lệ bao xa có ai đi, Bắc Lệ bao xa ai về chiêm bái, phải có đền ở đều. Ai lên
Lạng Sơn Châu Thổ hỏi thăm đền Châu mẹ nơi nào, hỏi ra Bắc Nghi Lệ đi vào. Ngàn có nghiêng mình dù là bầy chim muông, bách thú quỳ tâu chìm mọi díu dít bên lầu. Cánh bay về trầu đông tiên, vượt trên non nó du con dầu duy thú sơn trang, cảnh đẹp tự nhiên trời một màu, gió mát trăng thanh. Trăm thứ quả hái về dân bầu hái rau thì củ đầu măng tươi cơm làm rau sắn đi cổ mai. Đồng đào tây liêu áo đen tràm, yêu yêu thước tha gọt thiên quỷ lặng hai trà. Dâng nhang lên mẫu ba tòa, thiếu thiếu nhã nhạc hạt ca vang lừng. Về đồng dâng tiên quân nhạc ý à.
cho già trẻ gái trai, độc gia thịnh vượng độc tài hân hoan. Chứ vì rằng thanh giáng lưu ơn ý nghĩa phần tươi phần tốt phần gần phần xa, đồ cho nam nữ trẻ già, đồng gia thịnh vượng lộc tài hân hoan. Chữ nghi rằng thanh giác lưu ân ý nghĩa đang chờ mùa diêu vàng con ai, lưng đai giọt ngàn giọt dài, tay cầm đuốc múa bài sóng đăng, đẹp như sao đầu gần hào ý à. Đi tới đâu có đón hoa chào, châu về bách điệu rừng chiều ca vang, tay khơi về bạc rừng vàng, đem cho các ghế giàu sang đời đời, châu đẹp cho trăm họ được đời đời giàu sang. Châu bé xinh đẹp như bông hoa nở trước ngày đầu xuân, túi châu bé đang tuần mê trắng độ trên sơn trang thánh tổ ban truyền, có phép tiên biên lá làm tuyền ý nghĩa. Tàu con xa hàng bạn chơi trên sơn lâm rừng và núi đồi ý à. Trên sơn lâm rừng và núi đồi dâu thiệp chốn đó là nơi quê nhà, vốn tiền nữ hằng ca giáng thế cõi trần phàm ai dễ biết đâu, vui tắm hòa tam tập ngàn châu ý nghĩa. Thanh giáng hồi cung lên đất bảo hà nhắn ơi, lên đất đi bảo biến lên mặt đức lạ lùng, rõ ràng ông mơ thoại chân dung khác. Ông bơ thoại ý, đường đường mình dung mi mạo nghi, mặt đi đường nghề gương tuyết thảo nghề ngoài phòng ý. Thank you.
một đấng mi anh hùng tuổi thanh xuân, một đấng mi anh hùng toàn tài về văn võ lậu thông y nghệ mọi đường. Trần ai mi không nghi bụi, chiến nhang tống vì toại phù các bát các tòa thiên đình chôn nó dịp là hai quang song nhang thập kỳ diệu quang biên chiếu từ trung ngã tích tăng cung giảng kim phục hoàng thân cận thành chúa tiên trung vương. Mình mông một dài khoan bơi, thuyền rồng ông bơ thoại lênh đênh giữa dòng nổi tiếng hò quan 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 hò quan treo về Bắc Hải hò quan vô quan sông chơi quỳnh côi quan đi vô quan dựng bầy quan quan đi vô hò sông cao sông cả hò qua chơi mi lục đầu hoàn họ dạo khắp đâu đâu sông cầu sông mã truyền quân các ngà lên rừng lên gỗ quan họ đem về tiền vua cùng gỗ xoan đào lấy gỗ trò hoa dâng tiền vua cha vua cha đồng để quan quan họ lại từ Bắc Kinh họ dô hoa thằng Đông Quý đi hoan hoan dô hò về phủ Tây Hồ họ dô hoa tu khí bị danh làm quan đi dô hoa quay núi thuyền xa quan đi dô hoa quan hoàng rước vua quan hoan dô hò rước mẫu tuần thành họ dô hoa thuyền dặn thuyền ông quan đi dô hoa đã tới bến ra họ dô hoa tới phủ tới đền quan đi dô hò tới bến đi ông ơi xin ông dừng chèo gác mái thả cầu nói rước ông lên từ đồng khoan hò dô khoan. Đường về thoại đồng báo xa ông bơ có điện tất bảo
có tòa, có tòa đại dương tề tay tiên chúc chén diệu đào. Nhất tuần sơ dâng lên bề ngọc để các cô nâng mời, là bời rước ông bơ hoàng rơi, à rồi rước ông hoàng rơi. Tỉ tánh thiên rót nơ chén diệu đào, dâng nhị tuần đã nâng lên bề ngọc để các cô nâng mời, là bởi giữa ông bơ hoàng rơi, à rơi giữa ông bơ hoàng rơi. Tay tiên chúc chén diệu đào, tam tuần là chúc dâng lên bệ ngọc để các cô nâng mời, là bởi giữa ông bơ hoàng rơi, à rơi giữa ông hoàng các cụ đón giúp ông bơ về thoại cung. Thanh ra hồi cung nhắn ai lên đất bảo hà, đếm bùi phong quyền đó là cảnh tiên. À, còn chuyện cổ tích nghi, ông bảy hoàng thực đích nghi, trung quân ý thần sinh thời, làm tướng trung nghĩ thần kinh đục man đi thổ sơn dần đi tới đảo cầu. Thank you.
khai quang vong nhang thập kỳ diệu quang biến chiếu từ trung ngã thích tăng cúng giả kim phục hòa phân cận hành chúa tiên trung thường ca lăng tân gia ông từ bi lân bận trung sinh vỗ ngã kim định lệ dòng nhang thập kỳ diệu khai quang và chiếu thiên tôn thịnh bóng hoàng về hôm nay bái thịnh hoàng về đèn nhang khuya sớm khói nhang phục thờ chân kinh có chữ đạo đồ dâng câu tiên bảo chúc lời chúc lời huy phong chuông chén nô lòng hồi quân tiên chuốc ngơ chén trà hồ lòng tay nâng bình ngọc có các bạn tiên dâng ông bảy chén trà ghê ý ghê ghê Quỳnh ngờ tiên chúc chén trà mời dâng nhị tuân ná dâng lên bị ngọc các cô nâng mời là mời dứt ông hoàng bảy sơi ba chén mừng vui có trà hồng đào ba chén mừng vui hình nghề hương mỹ vị đủ ngọt mùi kia chân na chân á à, chân ngọt mùi kỳ chân cảnh trời chung thì nào của riêng ai nào thơ ai có tấm tình hoài là chủ cả phong hoa tuyết nguyệt về đông ông mở sổ ý chứ tào nam tào người tào nam tào thấy ghế nào là người có tâm là người có đức nghĩ ông bảy đưa vào hội quân nợ tiên sáng ngô lưu phàn tiên hội quân tiên ông bảy đưa vào ô tiên hội quân tiết nông hoàng bảy đưa vào
giang tay ngỏ hoa ý nghi nghi a à, chứ đào đồng đào mấy đào đồng nghề đào dắt muôn con nhang đệ tử ý nghi nghi a à, tìm lối vào sơn bảo hà sơn sáng vô liễu phạt sơn bảo hà sơn lối vào ô sơn đi bảo hà sơn có lối vào trên trà điếu thuốc ông bảy cái say cùng với ai đây bắt vạn đồng binh lệnh ông bảy truyền bắt vạn các tướng công binh kiểu vàng ta tiên giúp ông bảy về bảo hà tâu đối việc còn thánh giá hồi cùng Nghệ An quan hoàng mười trấn thủ Nghệ An vô huyện thiên bản là quan phủ dày nghe thương hội nghị quân tiến nghe tin ông mười tới thiên duyên trách nghệ lòng thứ vân tiên vân tiên mượn cánh nghi chim mơ hồng nghe ý Vân tiên mượn cánh chim hồng xin ông mười soi tỏ xin ông mười soi tỏ tức lòng gió chắc nhịp câu về hôm nay bái thịnh hoàng về sớm mong nhang khói khói nhang phục thờ chân kinh có chữ nam mô a di đà phật hoàng đi chấm đồng hoàng người có phép thần đồng
cõi chân mở tiếng mừng vui. Thu về chúng con nhớ Đức Hoàng Mười, con nhớ Đức Hoàng Mười giáng lâm tay điên chuông chén diệu đào. Nhất tuần sơ dâng lên bề ngọc để các cô nâng mời, là mời rước ông Hoàng Mười chơi, há chơi rước ông Mười rơi. Quỳnh tiên chuộc chén diệu đào, nhị tuần đã dâng lên bề ngọc để các cô nâng mời, là mời rước ông Hoàng Mười rơi. Các cô nâng mời rước ông Mười rơi. Nhị nhà tam trung nhất tuần sơ, nhị tuần ná ông đã hiến cạn rồi, tam bối dâng lên bi tạ mẫu để các cô nâng mời, là mời rước ông Hoàng Mười rơi. Các cô nâng mời rước ông Hoàng Mười rơi. Hầu mẫu hầu hoàng trong lòng con phấn khởi, lại thấy bâng khuâng chứ bồi hồi. Trong xứ nghề thì có thành phố Vinh, qua cầu bến thuyền là tới Dinh Đô Quan Hoàng. Tâm sẽ luôn an nhàn, loan ra nơi cung vàng, mặc áo choàng gấm theo hoàng hoa, tay tiên việt câu thơ thần, cầm quạt nga bước chân ra. Ngày bên lầu hai nàng tiên nữ thướt tha yêu kiều, đàn dâng lên khúc năm cung, dòng ngân liễu lỗ quanh vàng để lòng hoàng giết bao niềm vui. Khi xa chốn nhân gian rồi mà lòng con luyến lưu đầy. Hãy subscribe.
hôm nay vui quá đi thôi, hát ca tưng bừng muôn nơi. Bạn đến đây cảnh đẹp hoa tươi, mấy trời cũng ngừng nghỉ trôi đón quan hoàng. Về ngừng mây vàng thượng thiên rẽ áng mây vàng, cưới con xích điều dương hoặc người vô bên nghệ an. Thanh ra hồi cùng trong sông nguyên xưa cô chín nâu cần trong đền sông. Làm nhà cây sung nghi, cô lấy làm nhà cành si cô mắc vọng nghi, trông ra kỳ trước bên cửa đền. Là vô biên đất thanh hoa, cảnh là vô biên ninh, vua trên sân lập ngôi đền, ngôi đền để thờ cô ý. Tầng mây mẫu thời, ngưng chín tầng nghề mây, cô này mắc phóng nghi ngờ dày, kỳ cây sung ngờ ý. Sao long diễn ngâm dương, có mạch mày sao long nghi, 99 riêng công đồng để chạy xa ý. Làm lễ dâng nhang về đồng, làm lễ dâng nhang dâng lên tam bảo 90 phước độ trì, dâng nhang miệng niệm từ bi, miệng niệm từ bi, dâng nhang miệng niệm từ bi, tam tòa tiên thanh chứng chi cho đồng, dâng nhang trước của ông đồng. Cung cấm quảng hàn nặng ma, cung cấm quảng hàn dày thịnh cô xuống, dương gian ngưỡng đầu quyên xưa giá cụ tiền cung. Hài hoa hát ngọc châu trong giao đài, tuổi trưng 18 đôi 10, 18 đôi 10 tuổi trưng 18 đôi 10, hình dung nhan sắc tượng người thiên nga, đừng duyên duyên lại bén duyên.
duyên lại bén duyên lửa duyên, duyên lại bén duyên, đạo làm tôi thanh, kết nguyện trần châu thanh tâm bát đức ơi châu. Quạt nhà ba mười sáu nan sương, cô cầm tới quạt, cô chín lại thương đến thanh đồng tịnh tịnh tang tịnh a tang tịnh tịnh ta. Gió lộng sơn hà cô chín quạt cho, gió lộng sơn hà quạt cho nam nữ trẻ ra được tình an tình tình tang tình a tang tình tình tang. Kêu vượt hót trên ngàn dưới khe, cá bạc con cá vàng trầu lên ngực tam thai. Tam thai ngũ nhạc án nợ tiền y. Tam thai ngũ nhạc ngàn tiền trắng thanh, gió mát quần tiên ý hội đồng ngờ khi vui. Khi vui ngự chiếc nghi xe rồng đồ đức gần xa tháng, đồ đức gần xa rước vào ba rồi rước ra để đỡ sau phòng về ý. Thành ra hồi cùng đường xanh ngắt núi đồi hùng vĩ đền đông vua tu ký trung linh sông thào các hồ bên gành. Đồng nghi cuồng cổ tích hiếu tình danh làm tiên cô bé trên ngàn lừng lấy đất đông cuồng đã dậy thần hoài chẳng nghìn mặt nước nghi gầy ai. Mặt nước gầy nghề ngai trời vinh núi đá suối đồi bao la tiên cô bé vào xã hầu cần việc trong ngoài cần đi mẫn sớm trưa mẫu bàn cõi sóc nghi các tòa. Thank you.
đoàn các tòa. Nhờ tay cô bé thông nghe già thêm say, giữa giờ tí hiền định bé lại vượt lên gành thác ngơ cái gành con vui thác xem cô bắt đi nhịp thì họ quan. Trời mưa như nước đổ trên buồn, từng dòng sữa mẹ như con một đề nhà. Đừng có kêu ca sao số mình vất vả cũng bởi gió cắn mi cả số cao kiếp xưa không nghĩ chỉ tu vào kiếp này mà tu được cô mới cho vào hồi non tiên. Lồng về đồng phương cũng vẫn nhang dâng lên tam bảo mười phương độ trì cô sai thập nhị tiên nàng khăn điều áo thắm dịu dàng bước ra tiên cô nàng cả dâng bông dâng hoa nàng đôi tươi tốt nàng ba ưa nhìn cô nàng tứ chơi cạnh hồ tiên ý nghĩa. Luôn luôn mọi người đêm đêm anh đuốc lập lề được làm một lốc nước suối khe bột bầu chợt mê cài lòng lánh vòng sâu trăng thanh gió mát trước lầu hạt ta sương mê răng khói tỏa nhạt nhòa sờ bay vươn đường núi chiều ta bấy trôi
sụt đi chàng núi linh hai hoa rào xuôi khắp nơi chim bay níu lô rộn ràng cất tiếng ca vang tầm xuân đón ánh nắng ban mai thoáng hoàng thơm là một đóa hoa nhài đây yêu ai đây yêu ai tài lộc cô bé bạn thứ nhất lộc hoa thứ nhì lộc quả còn thứ ba lộc tiền ngày hôm nay thành đồng con nhất từng ý nghĩa tiên đi hái bông hoa hồng nào là hoa cúc hoa lan hoa sói hoa lan bông hoa nào đẹp hơn nào là hoa cúc hoa sói hoa lan bông hoa nào cũng xinh vượt lên gành thác cái gành con vui thác chèm mà cô bắt đi nhịp về họ hoan đến nghe nhịp họ hoan phố lũ trai hút lại sang bao hà nón tu lờ lắm hoa đụng đình đàn ngũ huyền tang tích tình tang đêm xuân cô bác vọng giữa ngàn Sài Loan thanh gia hồi cung lòng thành thắp một tuần nhang dâng văn sự tích nghi cam đường đôi cô
lòng nghề thành. Thắp mi một tuần nhang, dâng nghi văn sự tích nghi cam đường đôi cô. Quê nhà ở đất xưa mới định bàn, dòng đối dòng cô buôn bán vài tơ. Cô đôi quạt gì sớm nắng chiều mưa. Cô đôi quạt gì sớm nắng chiều mưa. Dùng nghi dinh đòn cánh, cô đôi quẩy đi cho đời. Cô đi tới đâu hoa cười chim hót khắp bản làng. Nhẹ góp thanh thang suối khe đồi núi gập ghềnh. Lệnh sai tập nhìn biên tan, hôn điều ao tắm dịu dàng bước ra. Tiền cô cả giấc hương dâng hoa, nàng đôi tươi tốt cô ba người nhìn. Tiền cô tư chơi cảnh hồ tiên ý à. Băng núi cơm lam trà hàng, chiều chiều quẩy gánh ra đi. Dùng tình đòn gánh cô đôi quẩy đi cho đời. Đi tới đâu hoa cười chim hót, các bạn lạc nhẹ gót thanh thang suối em đôi núi gập ghềnh. Ra vào bạn đến đây khi sớm cậu bé ra vào. Đôi tay nâng bức bạch đào cậu bé hoàng quỳ đầu. Thank you.
khám xét bản đền công về khám xét bản đền xem ra tu chóc hết tà tình phen này uy ra trần thế biết tay nương lên đồng tử cứu dày dương gian cứu trò đâu đó bình nhàn bập bên tai tiếng đàn tang tinh nghi câu uống chén rượu câu đánh ván cờ cao thật là cao tề tay tiên các bộ chuốc chén rượu đào nhất tuần sơ dâng lên bệ ngọc các cụ đừng mời rước cộng hoàng rơi quỳnh tiên chuốc chén rượu đào nhị tuần đá dâng lên bệ ngọc để các cụ đừng mời rước cộng bé sơi tam bồi chuốc chén rượu đào dâng tam tuần đi chúc dâng lên bệ ngọc để các cụ đừng mời là mời rước cộng bé hoàng sơi tiếp lộc ban tài biết cậu bé ra tiếp lộc ban tài cậu cho buôn may bán đắp cậu cho buôn may bán đắp lộc tài cậu để đa nghi tiên chi tiên em tiên chỉ tiên em cứ dập dìu tiên chỉ tiên em dìu ra dìu rít chạy ra xem cậu bé ngỡ đồng lời ý nghĩ tháng tám tiệc cha tháng tám tiệc cha mới tục truyền rằng trên rằng tháng nghi tám tiệc cha tháng ba tiệc mẫu khắp gần xa đô đức về lòng ý tiếp lộc ban tài biến câu hoàng gia tiếp mi lộc ban tài cho buồn mày ban đắp cầu cho đắp tài được lộc đề đăng ý nhạc cửa phi đề vang 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 nhạc cửa phi đề ra roi phất cửa nghi một tuổi cậu về trời tấp nập rộn ràng bản đến hôm nay tấp nập rộn ràng trăng đèn kết chữ rước cậu về ngựa thánh giá cậu hồi cùng. Vâng, xin chúc mừng nghệ nhân đồng thầy Lê Thị Thủy đến từ tổ 2 xóm 8 xã Sơn Cẩm thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành phần loan giá phụng hành thánh lễ. Xin trân trọng kính mời nhà báo Vũ Hoài Thanh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Đạo mẫu Việt Nam và ông Vũ Ngọc Ứng, cán bộ Ban Quản lý Đền Đông Quương lên trao giấy chứng nhận cho nghệ nhân đồng thầy Lê Thị Thủy.